Vâng, xin được gửi lên chào đến toàn thể quý cô bác và anh chị, thì cũng như cái cũng như theo nhu cầu của một số khách hàng thì đang tìm một dòng xe 7 chỗ số tự động mà không phải là Innova, thì hôm nay em Trường là xin phép lên sóng báo giá review cái mẫu xe này. Em Trường mua về cũng được mấy hôm rồi, cho làm đẹp hết rồi. Đó là mẫu Chevrolet Orlando đời 2014. Cả nhà lưu ý giúp em nè, đời 2014 là đời mới, công nghệ mới. Máy của nó là 1.8 cực kỳ êm và lành, phải gọi là cực kỳ êm và lành luôn. Số tự động đi rất là mạnh mẽ nha, nhiên liệu thì vừa phải nha cả nhà. Chỉ 1.8 thôi, đời 2014. Xe này là hai đời chủ có gốc Sài Gòn luôn. Khách hàng nào ở Sài Gòn mua mẫu này về đi là bảo đảm là lành luôn nè. Đó, về Sài Gòn luôn nha. Về Sài Gòn thì phí thuế rất rẻ luôn nha cả nhà. Chevrolet nè. Đó, thấy không cả nhà, Chevrolet Orlando bản LTZ là bản số tự động nha, còn phiên bản LT là số sàn. Phiên bản LTZ là phiên bản cao cấp nhất của dòng xe số tự động bên phiên bản Chevrolet Orlando. Xe được trang bị những cái tính năng như là nút đờ start stop, gương kính cụp xòe, đầu DVD zin theo xe, vô lăng có nút khiển trên vô lăng luôn nha cả nhà. Trang bị phanh ABS chống bó cứng, phanh có 4 bánh và trang bị túi khí an toàn. Em xin mời tất cả các bác cùng em đi một vòng quanh xe để có cảm nhận về nó nha. Xe 7 chỗ nha, số tự động, xe rất là sang trọng luôn. Nó nghiêng về cái dạng như dạng xe thương gia chứ không phải là gọi là xe dịch vụ nữa. Xe rất đẹp luôn. Và xe này đa số là dành cho những người công nhân viên chức, gia đình họ ở Sài Gòn thích đi số tự động và cuối tuần về quê. Khoang hành lý phía sau khá là rộng rãi. Đó, cả nhà thấy không, xe rất đẹp nha. Và điều đặc biệt là chủ nhân của xe này rất là kỹ tính, luôn luôn thay lớp là lớp Michelin, 4 quầy lớp mới, vua của các loại lớp luôn nên cả nhà, bởi vì đi gia đình người ta chú trọng lắm. Xe đủ 2 chìa khóa zin. Đó, em xin mời tất cả các bác cùng em đi vào chi tiết. Đấy, xe trên cho mình là bóng halogen siêu sáng nè cả nhà thấy không, cụm đèn hình mắt liếc rất là đẹp luôn, bổ trợ thêm đèn gầm cho cả nhà mình. Đó, thấy chưa, xe rất đẹp. Vành mâm của xe là vành mâm đúc 5 chấu đó, và thông số lớp là mâm 17 luôn nha, đi rất cao ráo nè. Đó, 225/50R17 và lớp là xe đều sử dụng là lớp Michelin cả nhà nha. Michelin thì không gì bàn, vua các loại lớp rồi, rất là bền. Khách hàng cứ lên mạng tham khảo Michelin lớp không đi mòn thôi, không bao giờ có vụ mà bị nổ sản nha, nó rất là mắc. Đi rất tiết kiệm nhưng mà rất đáng đồng tiền, vì chiếc xe là chở cả gia đình của mình, tính mạng bao nhiêu người. Nên kể nhà đừng có tiếc tiền lớp giùm em Trường nha. Xi nhan tích hợp bên hông, gương kính cụp xòe nha, xuống nhấn nút là nó sẽ thu gương lại. Đó, chìa khóa có thông minh nè, bấm nút nè, hay chưa, bấm cái nút, có cái nút này ấn là tự động 4 lóc cửa sẽ mở ra nha cả nhà. Đó nè, đó cả nhà thấy không, xe thì đậm chất gia đình rồi, khỏi nhà khỏi bên. Đó coi nè, vân gai sần của nó rất là đẹp. Đó, hệ thống gương, hệ thống cửa nè, keo sùng chỉ nẻo không đứt ngói, không đâm ve nha. Đó, cả nhà yên tâm, máy móc là em Trường bao xài 1 năm, có cam kết đàng hoàng. 2014 nè, tem mát đầy đủ nha, chủ xe kỹ lắm, dán nhựa đâu nè, có dán nhựa đâu cả nhà hết luôn. Cả nhà xem nè, chiếc xe này cam kết không lỗi lầm, không đâm đụng, không ngập nước, máy móc đẹp nguyên zin, ốc chưa mở luôn, bảng lờ bát đâu nè, còn rất đẹp. Bộ ghế zin cho nhà sản xuất luôn nha, bộ ghế da zin. Đây, hệ thống chỉnh gương điện rồi nè, rồi cái đây là lay cửa chrome, và đây là hệ thống chỉnh gương chiếu hậu cụp xe. Cả nhà xem nè, đã gương tự động cụp lại nha. Thấy chưa, rất là tiện luôn, mình kéo xuống là gương sẽ sụp lại luôn. Đây là chỉnh đèn và vô lăng tích hợp trên vô lăng luôn nha cả nhà. Xe trang bị quả túi khí an toàn nè, đó vô lăng này có nút tăng giảm âm lượng rồi đàm thoại rảnh tay, nó kết nối lên màn hình zin của xe luôn. Đó, cả nhà thấy chưa, về xe bản full nó trang bị nút đờ start stop đây nha, và 2 chìa khóa zin theo xe. Đây là mở lóc cửa. Cả nhà thấy chưa, đây là hệ thống chống trơn trượt, xe rất là thông minh, nhiều công nghệ nè, hệ thống chống trơn trượt. Đây là củ số tự động trên xe. Đây là những cái số cộng số trừ, là số mạnh nha, lưu số mạnh chạy rất là mạnh luôn. Đó, cả nhà thấy chưa, xe rất đẹp, có bệ tì tay luôn nè. Chạy rất sướng nha, trong Sài Gòn thì đi con này là ok luôn, khỏi sợ kẹt xe nha cả nhà. Đó, xe trang bị 2 vùng điều hòa,
vùng điều hòa trước và vùng điều hòa sau. Đó, không có nóng đâu nha cả nhà, rất là mát mẻ luôn. Đó, cả nhà thấy chưa, băng ghế đâu nè, tuyệt vời, rất đẹp. Keo sùng chỉ là miễn bàn, sơn zin trên 80% luôn, cả nhà thấy không, lớp đằng sau nè, lớp Michelin nè, Michelin Sport nè. Đó, lớp rất dày, gầm bởi là miên man. Đấy, cả nhà thấy không, xe Volex nè. Đó, Orlando bản LTZ là bản cao cấp nhất, bản LTZ nha. Đây là đèn lùi của xe, xây gương, xây kiến đầy đủ hết. Đây, phía sau nè, cả nhà xem nè, zin hết nha, zin hết. Đó, ốc nách đồ là chưa tháo gì hết luôn nha cả nhà, rất là đẹp luôn. Đấy, những cái đinh tán này sản xuất nè, đánh dấu luôn nè, chưa tháo gì hết. Cả nhà yên tâm đi. Đây, phụ tùng theo xe là zin đầy đủ nè. Đó, phụ tùng theo lớp, kích lớp là full zin, bỏ trong cái thùng xốp đàng hoàng. Đó, theo xe, xe mới xe này nó y chang vậy thôi. Đó, cả nhà thấy không, dây cầu bình đầy đủ hết. Đấy, thì nói chung một con xe chất mà cả nhà mua con này là quá tuyệt vời rồi, mà giá thành nó cũng vừa phải là cả nhà ơi, xe cực kỳ đẹp luôn nha. Đấy, và chiếc này bên em trường chào bán với giá là 339 triệu, có bớt lọc cả nhà khi xem xe. Đó, đó, bớt tí lọc lé cho cả nhà khi xem xe. Ốc nách cửa nè, đó thấy không, có vảy sơn của nhà sản xuất chưa tháo ra một lần nào, xe rất đẹp luôn. Chân chân thắng, chân ga, cửa đóng nhẹ nhàng, vẹo phôm. Rồi, đây để nhà cùng em tham quan con máy. Và cái động cơ EcoTech này, động với trang bị trên mình động cơ là 1.8, thì 100 cây số nếu mà xe chạy đoạn đường ngoại ô, đoạn đường ngoại ô nha, thì nó sẽ rơi vào tầm 10 lít xăng cho 100 cây số, còn vào Sài Gòn có thể nó hao hơn vì đoạn đường di chuyển kẹt xe nhiều, đậu tại xe tại chỗ đó. Cả nhà xem cái bình nước phụ của xe này rất là đẹp luôn, trắng trẻo trong xanh này, chứ không phải có nhiều cái loạt chiếc xe nó chạy nhiều á là cái này nó đục ố rồi, người ta không chăm sóc kỹ á, bùn đất ố hết, nhìn rất là gớm nha. Con xe này là bảo dưỡng định kỳ ở hãng từng km luôn. Cả nhà xem này, nước xanh nè, rồi cái bình nước nè, nó sạch sẽ lắm đó. Cả nhà xem rất là yêu luôn nha, xe rất là đẹp luôn cả nhà ơi. Keo sùng chỉ là cam kết không một lỗi lầm, không đâm đụng, không ngập nước, cả nhà yên tâm. Máy móc thì em trường bảo hành cho nhà mình xài một năm luôn nha. Đó, máy EcoTech, động cơ 1.8, xe trang bị hệ thống phanh ABS đây, hệ thống phanh ABS chống phanh bó cứng cây bốn bánh được nằm ở đây sau bình nước phụ đây nha. Đó, rất là đẹp luôn. Bốn phanh xe trang bị bốn là bốn phanh đĩa luôn, bốn bánh là bốn phanh đĩa, chạy rất an toàn. Máy móc zin, cả nhà xem nè, chưa một lần bung bét gì hết nha. Cả nhà nhớ đăng ký kênh và nút quả chuông của anh phải màn hình để tiện cập nhật những video clip tiếp theo mà em trường quay lên hàng ngày hàng giờ. Sau khi mua được xe em sẽ quay lên kênh, và cả nhà xem được mẫu xe nào thì báo thì alo với em trường, luôn luôn có giá tốt cho những khách hàng thiện chí nha. Và nhớ đăng ký kênh, ấn nút quả chuông có bên phải màn hình để tiện cập nhật những video clip tiếp theo nha cả nhà. Chúc cả nhà có một ngày mới gặp nhiều may mắn, tràn niềm vui và hạnh phúc nha.